còn gọi là đo mới, đo hotel mới đúng chứ. Lộn, thì cái video trước là tôi test cái bản update mới của đo hotel thì tôi thấy rằng là nó thật sự rất là khó, với lại cái thời lượng game nó cũng bắt đầu là nó tăng dần lên. Tại thường đo mà chưa update á, chơi tầm gần 20 phút là xong rồi, còn đợt này nó update xong á, chơi tầm có khi là nửa tiếng hơn mới xong. Và trong video này tôi sẽ khám phá thử cái lõi năng lượng màu xanh nước biển ở cái đoạn mà cửu 100 á, lúc mà con figure nó đi ở trên xuống á, thì nó có một cái đường đi xuống dưới hầm, và trong cái hầm đó nó có một cái năng lượng màu xanh, thì tôi đang thắc mắc rằng là cái đó nó có tác dụng gì. Và trong video này chúng ta sẽ biết. Ok, let's go. Chuẩn bị nè. Nè, chuẩn bị luôn nè. Đó. Một lốc bích. Mua thủ đồ hết luôn đi. Lốc bích đi. Tao mua cái này nè. Mua vitamin gì vậy? Tại vì tao nghe đồn á, ở cái đoạn mà cửa 100 á, cái lõi năng lượng màu xanh nước biển á, là mình phải trao đổi cái gì đó với nó, thì nó sẽ đưa mình cái gì đó thì tao không có biết. Tao nghe đồn là vậy. Để tao thử trao đổi cái lock pick kìa. Tao quên nữa. Mày lụm hết vàng rồi đúng không? Cái cây nến á, trên đường mày đi á, mày để ý ở trên bàn á, lâu lâu nó có á. Để hộp quẹt nè. Tao lấy cho. Nghe nói cái đồ mới này con Amber nó đi qua đi lại 8 lần lận. Dữ gì? Tao không biết nữa, tại vì hổm chơi cái đồ hotel này nè, cái con Amber tao thấy nó đi qua đi lại có mấy lần thôi à. Hình như 4-5 lần gì á. Mà nó đi vòng vòng chứ, nó đi kiểu hình tròn. Ơi. Để tao. Mày đừng có phí lúc bích. Ủa? Mày thấy ngớ ngẩn không? Đi giành cái cửa. Ô. Cái phòng này, cái phòng. Cái gì vậy? Sao đèn chớp mày? Từ từ. Rớt. Lạ hả? Phải tầm 4-5 giây gì đèn nó mới bắt đầu nó chớp, chứ không phải nó chớp liền. Đi mà. Chết rồi, mày nhớ cửa máy không vậy? Ây da. Từ từ đừng có vô. Hai cửa lần đó. Ý gì vậy? Hên. Ủa? Tôi chưa đụng luôn á. Mày quẹt nghe nó cũng tính là mở rồi. Đi dọc đường coi có cái nến không, lụm đi, tao có hột quẹt nè. Nến mình ơi. Giữ đi. Giữ. Ngon. Mày biết xài không vậy? Dạ. Không có nến thì mày làm gì vậy? Mà tao cũng không biết nữa. Ui. Chia sẻ. Mày có cái nói rồi mày kêu tao chia sẻ nữa. Tao thích cái đánh giá. Thì tao nghe nói là nến xài theo kiểu, tại vì bây giờ thực thể nó xuất hiện theo kiểu như là đột ngột á, hay nói chung là tao cũng không biết cái nến xài sao nữa. Đọc biết. Tao nghe nói là cái nến dùng để dự đoán thực thể. Dự đoán thực thể là dự đoán sao trời? Thì thực thể nó xuất hiện là cái nến nó sẽ tắt ngay luôn á, hình như là vậy, không biết nó nữa luôn. Chứ thái nó có thành năng lượng cái nến nó đúng rồi, cái cây nến nó chỉ xài cho cái phòng 90 trở đi thôi, thì tao thấy cái phòng đó nó khá là cần thiết. Mày nhớ cái video trước không, cái video mà tao tới phòng 90 cái hai con rết nó rượt nhau tới đó. Cho nên là phải cần cái nến. Mày cầm nến hả? Để cái nến đi, để dành nó phòng 90 xài. 32. Con rết giờ nó có hai loại ha, một con trắng với con đen. Chạy cẩn thận nha. Phải rồi. Đua luôn rồi đó. Má sợ là. Gì đâu sợ, mày cứ đè nút đúp thôi. Đó. Trời ơi, lưỡi tường nữa. Chết tao rồi. Mày chạy gần đâu không? Quyết nữa. Thì mày coi, mày thấy tao chạy đâu mày chạy đó. Chết rồi, cầm cái gì lên để nó cố định cái cam này đi. Rồi. Thấy cái cục vitamin của mày nè, ây da. Nửa cây đúng không? Ừ. Lút bằng gạt thôi, thốn quá.
Mua gì? Mày mua thánh giá đúng không? Tao mua cái chìa khóa đó. Ừ. Đi. Đi. Đồ chơi đầy đủ. 58. Hủ quá trời đồ luôn á. Tao hai lọ vitamin với hai lớp bích nè. Ơi. Con gì vậy? Chắc đúng không? À. Mày cười cái gì? Giật mình muốn chết. Tao thấy nè, phòng máu đó. Này là phòng máu đó kìa. Sao mua? Chớp 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 đèn chớp, đèn chớp. Núp. Trời, tao ném đá vì đá khỏi tủ, từ từ. Phòng 1. Phòng 60 tao sẽ để dành. Nãy đúng giật mình luôn á. Nãy vô phòng máu đó, cái phòng đó gọi là phòng máu đó. Xong 10, sau 3. Xong 13. Ơi, đèn chớp mày ơi. Đi xuống đây. Rồi, tao biết cái vụ này nè. Trời, sao như cái mê cung vậy? Ủa, như mê cung luôn hả? Có. Ừ. Này sao giống cái bí ẩn phòng A60 quá vậy? Cái hộp quẹt tao còn có con nhấm à. Ủa? 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 Ừ, tự có Golden Line nè. Golden Line nó chỉ cái cần gạt nắm đâu không? Hình như có. Có. Gạt đi. Ờ hơn. Có Golden Line. Khỏe. Mấy rồi? 64. Từ từ. Rồi đèn chớp. Từ từ. Như ở đây. Vô đây gang. Ờ, mày giữ chìa khóa đúng không? Ừ. Ờ, tao giữ có hai cái lock pick nè. Cái ánh sáng xanh hay là A60? Cái đạn này là đạn vô A60 nè. Ừ. Ờ, vô mở chơi thôi, khỏi vô. Ủa, sao tao đi đảo quần vòng tao quay lại đây vậy? Nè. Đi không? Đi là qua game room chơi hay đó. Mở chơi thôi. Đó. Mở ha. Đi không? Ừ. Giờ đi là qua game room chơi đó. Bây giờ không thể nào làm cả hai cùng một lúc được đâu. Một là cái lỗi năng lượng màu xanh, hai là cái là A0000 là tức là qua game room ấy. Thôi giờ gặp cái này nhìn thôi. Khỏi cẩn gì đi. Room để bữa sau đi. Vậy cái này mình sẽ để dành cho video sau cái A0000 này. Tuy khen. Nói chung là biết được bí ẩn rồi đó. Ừ. Tốn hai cái lock pick rồi. Tao còn hai lock pick không sao. Ít ra mày còn giữ đèn cày là mừng rồi. Chừng anh bớt đó nha. Anh bớt giờ xuất hiện đột ngột lắm đó. Rồi em bớt rồi, em bớt rồi đó. À. Rồi rồi. Ê. Chết rồi. Đi thôi. Ủa. Ủa cái gì? Mày nhìn cái tấm hình này nè Minh. Ừ. mày nhìn xa xa ra mày thấy nó cái gì? Nhìn như mà cười hả? Nhìn xa nhìn ở cái tầm của tao nè. Bắt đầu tôi nhìn vô tao tưởng là cái ruộng, cái thuyền với cái nói chung một cái cánh đồng á. Nhìn gần lại mới thấy con ếch. Ôi, tao đi lên, ừ. đi lên hết. Tranh thủ. Nè bạn bình nè. Rồi tới hôi luôn đó. Ủa? Hẹn vô mở cửa. Ba cánh cửa dữ vậy? Ờ, ba cánh cửa lần vô mở cửa 14 cái khen. Ủa? 15 á, nói chung là cái cửa của mình là 15 á. Sao ba cái cánh cửa dữ vậy? Rồi để tao thử mở ha. Ôi điên quá. Mày tới mày mở tay cũng được nữa, không cần chìa khóa đâu. Mấy cái cửa lậu á. Ây da. Đi. Thần đó. Kìa con cửa 14 đi kìa, mở nốt. Mở xong tao đi luôn. Mở 15 rồi đó. 26 rồi. Giữ nó đi bạn ơi. 7. Giữ nó đừng xài, để đến cửa 90 rồi xài. Cửa 90 đúng tiện luôn, cái đó thời. Tại cửa 90 nó ảo lắm. Cái nói nó là cái quyết định phá đảo game hay không á. Chính. Ủa, anh bớt.
Trời, để tao uống thuốc vô chi trời. Ở yên trong tủ luôn đi, đừng ra. Ở yên luôn. Ok ok. Từ từ. Rồi ra đi, rồi vô lại. Rồi hết rồi. Rồi nãy tao hoảng hồn luôn á. Sợ gì đâu luôn á. Tại vì cái này uống thuốc tăng lực cho ra chạy. Chạy vô tụi cái chớp luôn á. Không thấy đèn chớp luôn á, tự nhiên nghe tiếng á. Tự tưởng tới đèn chớp, tiếp. Tụi bay trong phòng kia có cái tủ này. Con mắt. Ủa giờ con siết giờ nhìn lục lắm đó. Đó con bình. Để đắp vô mình. Rồi. Con hút rồi chạy trước chưa? Ok. Trái. Đọc đường rồi. Ok. Rồi. Trái. Hoàng Bình nó chạy trước cái mình đằng sau mình được bốc tốc độ lên á. Ừ. Khỏe. Rồi. Xong chưa? Đợt này đi luôn, không dính đàm luôn. Đường đi đang chết rồi. Vậy đó con âm bớt nó có hai kiểu. Ủa hồi nãy cái đoạn nãy mà mình chết đó Khang, cái con âm bớt nó đi một vòng đi vòng tròn hay là nó đi sao? Ừ tao thấy không. Nó đi vòng tròn á, tao không thấy nó quay ngược. Ừ nó đi vòng tròn, cái đợt đi vòng tròn, cái đợt mày chết thì nó đi theo bình thường, nó đi theo có trình tự. Tại con âm bớt giờ nó có hai kiểu, một cái kiểu là đi cũng hình tròn phòng đó đó, còn một kiểu nữa là giống nãy á. Ơ là giống cái game trước tụi tao chết á, là nó đi tới đi lui á, giờ nó có hai kiểu là vậy. Ủa, có chìa khóa nè. Mày mở chi vậy Bình? Tao nó 42 mà không nổi. Con gậy tao nó kêu cầm cái nến mở cửa thử. Cái đó thanh giá còn hợp lý với cái nến mày. Cái nến nó để dành á. Tại vì đến cái cửa 90 tụi tao phụ thuộc hết cho cái cây nến của mày đó Bình. Ơ mà tao sợ mày, cái phòng nó không đủ tủ á. Thì chia nhau ra, thằng nào đi trước nào đi sau. Nói chung là cách nhau ba phòng đi. Đi vô luôn đi khỏi lút. Đủ KPI rồi. Giờ chỉ còn phá đảo nữa là xong. Còn cái gơ chạy như ninja lít vậy. Ở bên trái à. Ok vậy mày lục cái mặt trong của bên phải thì mình tao lục cái mặt ngoài ở đây. À. Rồi tao ôm cái ổ khóa đi. Rồi quá. Nó sao đứt tao. Trời ơi. Chạy vô ôm ổ khóa nè. Từ từ để tao đi lấy cuốn cuối cùng. Đấy. Từ từ để xuống. Sao không lụi luôn. Lụi chi, cái cuốn cuối cùng nó nằm kế bên đây. Điện kêu lụi. Đâu không thoát đi gan. Mình bấm đi. Okay. Tao cameraman. 4 rồi 8 0 rồi 1 rồi 5 đi tôi cái cửa mở nghe như cửa Minecraft vậy. Rồi đó, đây tao mua cái này vô đây, thanh giá tao mua vô. Rồi mày mua bộ xương này rồi Bình. Mua được mình. Nó hình hết Bình. Không gì xảy ra. People hold. Call me small. Nah man. When I spawned I was much smaller. Ừ. Là sao? Nói giống con nhỏ anh vậy. Thế rồi của mấy của mấy? 53. 53 hả? Ừ. Tao đang giữ hàng nóng á. 54 đây nè. Mình giữ cái nến. Tao cầm chìa khóa. Đây là 55. 55 để, nha. Để lấy chìa khóa này tao mở cho. Ê, mở được đó, hơi nguy hiểm quá. bấm đè được đúng không? À. 56, 57. Ê. Cái đoạn của anh bớt xuất hiện 57. Đúng hoảng luôn á. 58. Hoảng không có tiếng đúng gần luôn. 59. À, phòng 60 lúc nào nó cũng có bất ngờ. Ừ, từ từ cứ vô đi. Rồi đèn chớp rồi đó, đúng rồi. Đúng một cái tủ. Tụi bay đi. Cố lên nha. Được. Được. Ok. Sau 2 rồi. Để có mấy bộ chạy nhanh vậy.
Số 2. Hồi nãy có đúng cái tủ à. Thằng Bình nó uống nó hú vô nó đùa luôn. Từ từ, sao mấy? Sau 3. Sau 3, ok. Rồi cái mây cung đó, chắc luôn. Có rồi. Ok, đi lên. Đi cái phòng gì tới hù vậy? Đi, cứ đi. Phòng này là phòng con A60. Nó nằm ở trong đây nè. Để nó bật. Đó. Nhưng mà thôi đừng vô. Tại cái đó ta sẽ để dành cho video sau. Tại nhiều thứ để làm trong cái update này lắm. Đi. Trời ơi. Khang nó bị con list đưa lên luôn. Thôi tao được cái bát mới nè. Easter bát. Thôi là click rồi mày ơi. Nó đổi luôn rồi. Đổi luôn rồi hả? Ừ, đổi thành cái bát mới rồi. Không phải là ghi chữ click nữa. Bấm vô cây vô. À quên rồi, tao bấm. Rồi. Mày đừng bấm mình chết tao. Rồi. Sao? Sao 7? Rồi. Tao núp đây à. Núp đi. Sao 7 á. Có gì không vậy? Rồi tới đó. Con rết giờ nó xào lâu lắm đó nha. Đi xuống á. Ừ. Ôi bây giờ sau 8. À, gì vậy? À, Khai đi nhầm cửa. Để tao đi trước cho. Anh em đừng bỏ tao. Chuẩn bị đua nè. Đi hẳn luôn. Hẳn luôn. Ok. Hẳn luôn. Ok. Hẳn luôn. Ok. Phải. Trái. Tám mươi đi đúng nhanh luôn, có con vĩnh bóp đúng nhanh luôn. Ờ. Ôi 81. Ôi đèn chớp. Con hot. Con hát hả? Ừ, này con hot. Mà trốn vô đi. Mày mở cửa tiếp theo à. Rồi 82 nhớ nha, cửa đó cửa 82 đó. Trời, sao con hot nó nhanh vậy? Má nửa cái má tao luôn á. À mày đi lùi lại. Mày đừng quay mặt lại nha Khang, mày đi lùi á chứ phải quay rồi, mặt lại. Rồi chết rồi. Đi lùi không có được, tao đi lùi tao chết luôn à. Tiếp tục về. Đợi. Khang nó cầm hành giá mới ác á. Nó cầm đồ nặng nhất trong đám luôn á. Tao lụm rồi. Lụm rồi hả? Ừ. Ngon. Ồ, ngon. Mày hiểu con hót không vậy? Mày đi lùi là mày để yên cái cam mày một chỗ. Mày chỉ sử dụng hai nút là nút đúp với nút S thôi. Chứ đừng có quay cam tùm lum hết á. Tao mày. Sao nghe mày nói cái nó khó vậy? Là không đụng cam luôn. Nói chung mày buông chuột ra mày chỉ xài hai nút đúp S thôi. Mà sao thấy tao đi lùi tao bị chậm? Mày đừng có sợ, mày đừng có bị con đó nó tâm lý. Con đó nó đánh tâm lý mà. À. Đang chớp mình. Được 4 cái tủ luôn. Để phòng cho 12 người đó. 12 người núp đâu. 4 cái tủ 12 thằng. 86, ủa đèn chớp nữa. Mày thấy con rớt giờ nó ghê không? Ghê. Ôi tại sao bị đá khỏi tủ rồi? Tao gì nữa? Hoài. 89 rồi. Đi luôn. À, phòng chiêu. Rồi đó bắt đầu xách cái nến lên là vừa rồi đó Bình. Đi qua phòng này xách cái nến lên. Nhớ gán banh mắt ra nhìn nha. Từ có chục 7 nha, có 7 dưới chân đó. 7 vừa đi tủ nha. Vậy không mày đi trước tao đi. Rồi. Rồi. Ơi, rớt tắt. Bình. Rớt đúng không vậy? Rớt. Rồi từ. Từ, hai con lận. Nến mở. Nến mở rồi, đi tiếp đi. Đi với chú ý nè, chú ý tủ á. Cái nến tắt kêu tao. Ok. 93.
ba chín từ nó sắp cạn nữa nha. Tiếp vòng tiếp luôn. 97 như có. Rồi nến mình tắt rồi. Tao ôm tủ rồi. Từ từ. Tao ôm tủ rồi. Từ từ. Lẹ rồi. Hết. Làm tao sợ mày. Chết chưa? Ra đi mình. Chưa. Bình chưa. Ê rớt. Rồi nếm kìa. Trời ơi, được trời. Dồn 3 lần luôn. Đua luôn đi, nến mày, nến mày bật chưa Bình? Rồi bật rồi, bật rồi. Rồi, học quay tao hết rồi. 97 rồi. 98. Còn nến ai? Nến tắt. Từ từ, tao đang ở tủ. Tao ở cái phòng này tao báo chưa? Mở cửa tiếp theo luôn đi Bình, cửa tiếp theo 99 á. Nến mở chưa? Rồi, tới rồi. Chưa. Rồi. Đó, phòng 99 an toàn rồi. Đi luôn. Rồi, nến mở rồi. Trời ơi, cái phòng nó căng vãi. Không mày thấy phụ thuộc vô cái nến hết luôn đó. Rồi, khúc này cầm thánh giá ra chơi nó Bình. Ừ, được không? Tao không biết được, nữa. Nhưng mà tao chỉ sợ thôi. Được không tao... biết có chết thiệt không nữa. Nếu mà mày, tại vì cầm thánh giá mày giam nó lại rồi mày đứng ôm vô cái tủ mày đợi cho nào thánh giá hết hiệu nghiệm với con đó mày chui vô tủ luôn rồi mày chơi cái trò đập tim gì đó. Còn tao okay. Thì tao đứng đây tao nhìn mày núp. Tao đứng đây nhìn này save zone mà không rớt fit gỡ đâu đi vô đây được đi nha. Ok mong thành công. Giờ cầm thánh giá ha. Chưa cất đi đùa trước. Bẻo trái. Bình đâm thẳng rồi. Đâm thẳng không sao. Rồi ngồi xuống. Rồi từ từ. À ghê quá. Để xíu. Đi. Đi tới safe zone đi. Đây, bây giờ mày chơi nó được đó. Cầm thánh giá rồi mày ra mày tông vô người đó. Rồi mày để thánh giá hết hiệu nghiệm đó, rồi mày chui vô tủ. Tao ở đây tao cần cảnh. Đụng vô luôn. Rồi. Kiếm cái tủ đi. Để thánh giá hết hiệu nghiệm rồi chui vô tủ nha. Thánh giá chuẩn bị hết hiệu nghiệm rồi đó. Ê, tao coi bên mình á. Rồi, núp đi Bình. Núp đi Bình. Rồi chơi ưu su đi. Ráng chơi nha. Ừ. Chơi được không vậy? Ừ, con đó không biến mất mày ơi. Được. Nó không biến mất, nó vẫn ở đây. Vậy mày đi ra đi Bình. Ê, khoan, từ từ. Ơi, nó đơ kìa. Từ đứa con đó. Tín hiệu giả, báo động giả. Báo động giả rồi, từ. Mày đi lượm mấy cái cục gì á Bình, mày qua cam Bình coi đi Khang. Để tao xuống đây tao trao đổi cái này cái. Để coi được không. Đừng núp trong tủ nữa Bình ơi, gặp Figger còn núp tủ nữa. Nó đi hết rồi. Được nè. Đi rồi. Ủa đi xa rồi. Xíu nữa có gì phá đảo xong á, vô lại thêm game nha. Để tao check cái này. Mày thấy đơ không Khang? Đơ. Đây tao có chìa khóa rồi. Ổn không? Nó đang đợi trước cửa tao luôn. Đợi đứng yên chỗ. Đi chưa? Đang nhập cái này chỗ này. Lụm bao nhiêu rồi Bịch? Còn 3 cục á. Ê, trên kệ mày chưa lụm rồi.
Rồi mình chết rồi. Rồi luôn rồi. Oh man, còn 3 cục. Từ từ. Cái chơi nó bọc ngược lại. Đi cái này là phải nghe kỹ tí bước chân của nó. Ồ đủ rồi đó. Mau khúc này đừng lỗi nha. Con figure kìa. Nó cứ đơ đơ gì quá luôn á. Nhìn nó mắc cứ mày nhìn, vậy? Mày nhìn nó kìa bình. Hãy hãy Girl Michael Jackson á. Bị cái gì vậy? Nó lết luôn. Ờ nó lết luôn kìa. Rồi rồi chơi độ. Đúng cực chơi độ. Đúng cực cực bị bắt ta. Từ từ, tao cần tụi bay chứng kiến cái này cái. Để xíu nữa vô cái game mới để tao coi rồi nó có đúng như tao nghĩ không. Đây bây giờ tao đang cầm cái lõi hút nè. Ok. Ok. Ủa tao bỏ vô đây rồi đó. Tao vừa mới bỏ vô đó. Ừ. Nhớ nha, nhớ kỹ đó nha. Rồi giờ tao phá đảo đây. Xíu nữa vô game mới tính. 6, 3, 8. Sao ba tám bốn năm. Xong. Ờ thành công rồi kìa. Đó. Tao đua đi. Trời ơi. Đua. Còn một mình đang trong hang máy rồi. Mình hiểu thử ba hàng trong này đi. Ngồi chậm luôn à. Đục. Không nhận game giờ chơi. Đục. Độ khó x2 lên rồi đó. Ô, mày thấy lơ lửng không? Đúng rồi, vậy mới đúng bài á. Chứ trong hàng máy thì mà gơi xuống hàng máy gơi là mình sẽ trong trạng thái lơ lửng các bạn. Còn mình nghĩ cái đoạn đó, mình nghĩ cái đó là cái sell item của mình. Dùng vô để nó sell qua game khác. Rồi tao cũng nghĩ vậy á. Giờ mở ra mới biết. Kìa. Đây. Cái lọ thuốc vậy? Của tao. Đó, thấy không vậy? Tao làm gì không, có. Ủa? Ủa là sao tao không hiểu? Là mày... cái bạn cuối á, bỏ đi tìm trọng đi sell game khác chơi tiếp. Ờ, là cái lỗi năng lượng màu xanh đó đó. Ví dụ mày cầm thánh giá mà mày không xài đi, mày bỏ vô trọng, quay game khác mày tới đây mày lấy. Vẫn được. À, vậy. Rồi hiểu rồi. Ba thằng bỏ thánh giá vô trọng đi. Qua game sau ba thằng đặt có figure đi luôn. Ờ, đúng rồi đó. Vậy đó. Figure 50. Rồi, đâu. Và đó là cái cách hoạt động của cái lõi năng lượng màu xanh ở trong đo. Và mình là Miss, nếu mọi người hay nhớ để lại cho mình like, một đăng ký kênh và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.